Hi, hello các bạn. Hôm nay mình có một vị khách rất là đặc biệt. Bạn này tên là Vân, bạn ý liên hệ với mình qua LinkedIn. Và trong một lần bạn ý đi công tác thì bạn ý muốn nhân tiện ghé thăm mình. Nói chung là bọn mình không quen biết gì nhau đâu. Đấy, chỉ là vì bạn ý nhân tiện đến thăm mình thôi. Nên mình muốn làm một video với cả Vân để hỏi Vân, cũng giống như là nhờ Vân chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái việc hòa nhập ở Mỹ. Nói qua thì bạn Vân đây, bạn ý là gọi là định cư à? Tức là bạn ấy sang Mỹ với diện định cư theo gia đình cách đây 10 năm. Và lúc đầu thì bạn cũng học Community College, sau đó học đại học ở đây, rồi ra trường kiếm việc. Vì vậy nên rất hy vọng là bạn có thể chia sẻ số kinh nghiệm làm sao để hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ. Vân, Vân có cái gì muốn giới thiệu về bản thân không? Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vân. Lúc mà mình qua thì mình đi học Community College khoảng 2 năm, xong rồi chuyển lên học University, sau đó ra đi làm công việc. Lúc mà mình đi học thì mình học Chemical Engineering. Khi mà mình đi ra ngoài làm thì mình làm cho một cái electronic company, và hiện tại là đang làm sales engineer cho cái công ty đó. Vân có thể giải thích qua một chút về khái niệm sales engineer, nó khác gì cái sales thường không? Nói to một chút. Sales engineer thì thường thường là các bạn thì phải cần có cái engineering background, ví dụ như là mình biết về IT hay là mình biết về máy móc này nọ, thì nó more technical compared to là nếu mà bạn chỉ có sale laptop hay là sales credit card này nọ, thì nó không có cần nhiều technical knowledge. Tức là nếu mà chị hiểu một cách đơn giản như kiểu là sale engineer, giống như là em sale một cái thiết bị hay là một cái máy móc gì đấy, thì em lúc mà em đi gặp khách hàng ấy thì em phải giải thích được là kiểu nó vận hành ra sao, rồi chẳng hạn như là spec này nó sẽ phù hợp với các sản phẩm này hay là công dụng này, đúng không? Đúng Tức là rồi. phải trả lời được các cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật cho khách hàng ấy nhở? Đúng rồi, với lại nhiều khi là nó cũng nó customize, ví dụ như là tùy theo cái needs của cái tùy theo cái khách hàng đó cần những cái gì. Giả sử như công việc của em á, thì không phải project nào nó cũng giống giống nhau. Mình giống như cần phải tới cái hãng đó, ví dụ như Coca-Cola hay là like Exxon Mobil, thì khi tới đó xong mình coi là những cái máy mà người ta đang có sẵn, rồi thì tùy tùy theo cái máy mà người ta đang có sẵn thì mình mới quote cái máy nào để mà phù hợp cho những cái máy đó. Rồi sau đó mình phải giải thích cho khách hàng biết là cái benefit của cái sản phẩm của mình là cái gì. Tại vì nhiều khi á, ví dụ như maintenance manager á, người ta chỉ cần biết là ok máy người ta sản xuất ra được bao nhiêu đó khí, nhưng người ta không có quan tâm tới cái energy aspect. Ví dụ như là cái máy đó dùng khoảng 100.000 đô một năm chỉ để run cái máy đó thôi, thì người ta không có care về cái chuyện đó. Thì để biết được là, thì khi đó mình phải giải thích là ok, sử dụng cái máy của công ty mình thì sẽ save energy sao, return on investment là bao nhiêu này nọ. Thì giống như phải educate khách hàng một tí thì người ta mới hiểu được cái lợi ích. Thì sau đó xong rồi thường thường là mấy cái người manager đó phải lấy được cái approve budget của cấp trên nữa, xong rồi mới mới mua được. Thế trong cái ngành của em ấy thì comparing to like normal sale, tức là so với cả những cái người mà sale bình thường ấy, thì cái mức lương của sale engineer ấy nó có cao hơn không? Em không biết cái mức lương của sales bình thường là như thế nào, ví dụ như là sales car này nọ, thì em nghĩ là ví dụ như là sale xe thôi á, thì là bán được bao nhiêu xe thì ăn cái commission Khoảng ở phần trăm trên thế cái phần không, đó. cái phần trăm đấy khoảng tầm bao nhiêu phần trăm của sản phẩm? Xe thì em không biết, nhưng mà như là của bên sales engineer cũng tùy theo là làm cho công ty lớn hay công ty nhỏ. Nhiều khi là công ty lớn nó sẽ trả cái base salary nhiều hơn, còn công ty nhỏ trả base salary thấp hơn nhưng mà cái phần bonus thì nó nhiều hơn. Thì sales engineer các bạn có thể expect base salary từ 50 cho tới 80.000 đô một Chỉ là năm base hả? base salary, còn commission đó thì tùy công ty.
giả sử như công ty em á thì là phải mỗi năm nó có cái budget thì mình phải reach cái budget đó. Thì sau khi reach được cái phần đó, let's say là 1.5 million đi, thì cái dollar kế tiếp của một sau 1.5 million thì các bạn sẽ ăn cái percentage trên cái phần đó. Okay. Thì cái đó là công ty em. Còn công ty của có nhiều công ty đó, nó không có cái, nó cũng có budget nhưng mà bạn sẽ lấy được cái bonus trên cái dollar đầu tiên. Có nghĩa là bán dụ như ngày đầu tiên vô bán được 10.000 thì ăn được ví dụ 1% trên đó. Rồi. Thì là cũng tùy công ty. Thế trong cái ngành sales engineer của em ấy thì cái communication skill, cái khả năng nói và giao tiếp ấy thì nó có đóng vai trò kiểu quyết định không, hay là cái kiến thức về mặt kỹ thuật thì sẽ quan trọng hơn? Nó có quyết định chứ, tại vì người ta có câu là people buy from people they like. Nếu mà cái người khách hàng của mình mà không thích mình thì người ta cũng sẽ không có mua. Nhưng mà cái skill đó quan trọng, nhưng mà cái technical knowledge cũng quan trọng luôn. Tại vì để mà khách hàng tin tưởng được mình đó, thì mình phải biết về cái máy móc, mà cũng không phải là chỉ có sản phẩm của mình, mà là làm thế nào để mà cái sản phẩm đó nó applicable cho cái công ty của người ta. Tại vì chị hỏi những cái này này vì trước khi mà làm cái video này ấy, thì chị cũng có hỏi rất nhiều bạn là các bạn có muốn gửi một câu hỏi gì đặc biệt cho em không. Thì đa phần các câu hỏi đấy là nó liên quan đến vấn đề mà hội nhập rồi làm sao để làm quen với cả môi trường, kết bạn các thứ. Nhưng mà chị muốn hỏi kiểu một cách kiểu ngược lại, tức là từ cái điểm mà hiện tại em đang đứng và quay ngược lại về trước, tức là khi mà em mới bắt đầu lúc vào sang cư như thế nào, thì như kiểu là cái tầm quan trọng của cái việc communication với cả người bản địa, tức là chẳng hạn đây là khả năng tiếng Anh này. Khi mà em đi làm ấy thì em có thấy là nó cần phải quan trọng rằng là nói chuyện có accent giống như là bọn Mỹ trắng không này, hay là phải nói rất là trôi chảy, kiểu dùng các từ fancy, hay là nói giống như là nghe giống như kiểu lady and gentleman hay là kiểu nói kiểu dạng informal ấy. Thì theo em là em thấy là trong như kiểu ngành sale của em cũng là một ngành mà rất là cần cái khả năng nói, đúng không? Thì em thấy là cái mức độ tiếng Anh ấy muốn đạt được để có thể làm việc được trong những ngành của em thì cần phải đạt được mức độ nào, và đặc biệt là dành cho những người mà kiểu không phải sinh ra ở Mỹ nhá. Accent thì miễn sao các bạn nói rõ để cho người ta nghe, người ta hiểu là được, chứ còn cũng không có require là phải accent của mình phải là chuẩn này nọ giống như người bên đây. Với lại thường thường là dùng những cái vocab nó hơi nó phải là giống như là nói chuyện bình thường ở ngoài mà nó có những cái terminology nó khác, thì miễn sao là mình hiểu hết mấy cái đó, mình có thể diễn đạt cho người ta hiểu hiểu rõ thôi. Make sure là không có giống như misunderstanding, ví dụ như người ta cần những cái này mà mình không có biết rõ là cái project cần những cái này, rồi xong khi mà mình quote cái project đó mình thiếu những cái đó, thì khi mình nhận được cái PO, có nghĩa là purchase order, thì nó sẽ bị rắc rối này nọ, giống như người ta expect nhiều hơn. Thì miễn sao là có clear communication, chứ còn từ vựng fancy này nọ thì không cần. Thế hả? Thế còn trong cái quá trình làm việc ấy thì em có gặp cái vấn đề giống như kiểu dân bản địa rồi Mỹ trắng, tức là những cái người mà sinh ra ở Mỹ ấy, họ thấy khó chịu hay em cảm giác là họ khó chịu với cái việc là em không phải là người bản địa không? Khi mà em là bán hàng đại diện cho công ty kiểu như thế. Đa số là không. Khi mà bán hàng á, làm về sale thì rất là stressful, thì lúc nào mình cũng vẫn phải nghĩ là mình không phải là mình chỉ muốn bán một cái sản phẩm đó ra xong rồi để mà lấy được cái commission trên cái sản phẩm đó. Mình cũng còn phải biết là cái sản phẩm của mình đó là nó có ích lợi như thế nào cho người tiêu dùng. Câu hỏi của chị đã gì quên rồi. Ý là trong cái quá trình làm việc của em ấy, em có bao giờ gặp cái vấn đề khi thái độ của người thái độ của người đó? Đa số là không, chỉ khi có những người Mỹ trắng cũng có, Mỹ đen cũng có, bên đây người ta cũng có kỳ thị, thì khi đó thì mình chỉ làm những mình làm công việc của mình thôi. Còn nếu mà người ta ví dụ như không thích mình hay là
Kỳ thị thì cũng nên né cái, đừng có attack, miễn sao mình đừng có attack lại thì, tức là okay. Cứ kệ người ta thôi, người ta complain thì thôi, mình cứ kệ thôi. Người ta complain, đôi khi người ta complain là cái action của mình như thế này thế kia, nhưng mà miễn sao mình có cái knowledge, cái knowledge về cái product đó, và mình cần phải giải thích cho người ta hiểu thì mình làm cái job của mình thì nó vẫn ok. Ok, thế cái lúc mà em, khi mà em bắt đầu sang Mỹ thì em có thể tả sơ qua cái trình độ tiếng Anh của em tại thời điểm đó như thế nào, và cái gọi là cái khó khăn lúc đầu của em về cái mặt ngôn ngữ không, lúc mà em đi học community college chứ? Lúc mà em qua thì trình độ tiếng Anh của em cũng không phải là giỏi lắm. Cái 6 tháng đầu tiên em phải đi học ESL, English as a Second Language. Xong rồi sau đó mới học những cái lớp như General Education, rồi Math, Chemistry, Physics, Community College. Thì trình độ tiếng Anh không có giỏi lắm. Nhưng mà khoảng cỡ một năm thì là có thể như cảm thấy hơi có confident để là ray ra nói chuyện này nọ. Nhưng mà để mà giống như real confident đó, là sau khi em graduate xong bắt đầu đi ra ngoài đời thường rồi, cần phải tiếp xúc với lại những cái người coworker, customer này nọ, thì khi đó nó sẽ rèn luyện cho mình, thì ngày nào mình cũng phải nói nhiều, ngày nào cũng phải gọi điện trên phone này nọ, rồi cũng phải làm presentation trước ví dụ như 10 người trở lên, rồi đi train người ta dùng dùng sản phẩm như thế nào này nọ. Thì lúc đó practice make perfect. Thế cái thế thì chứng tỏ cái lúc mà em sang đây, chị nghĩ là tiếng Anh của em cũng phải gọi là không đến mức là kiểu ABC đúng không? Tức là cũng phải ở trình độ có thể nói cũng phải tầm 5-6 chấm IELTS có được đến lúc này không? Chắc cũng được đấy hả? No, cái lúc mà em qua thì em không có thi IELTS nên em cũng không biết là trình độ của em cỡ nào, nhưng mà giả sử như ví dụ như kiểu xem phim hoạt hình Walt Disney thì vẫn có thể hiểu được một khá khá. Đúng không? Thì trình độ như là cỡ mà cần một cái diện gì đó gọi điện lên, ví dụ như gọi điện lên internet này nọ để mà kêu người ta xuống gắn internet cho nhà này nọ thì cũng làm được. Thế thì cũng rất là khá rồi đấy, tại vì chị thấy khi mà mới sang nước ngoài gặp cái vấn đề lớn nhất là nghe nhưng mà không hiểu. Nên là thường là nếu mà các bạn nào mà học tiếng Anh ở Việt Nam mà chỉ học theo cái chương trình phổ thông ấy thì có thể là từ vựng ngữ pháp có thể tốt, tức là nếu mà đọc cái tờ giấy ấy thì hiểu được, nhưng mà lại lúc mà nghe ấy, thì có khi chả hiểu được, hay là mình nói thì người ta lại không hiểu. Nhưng mà với cái mức mà khi mà em sang mà em có thể kiểu nói qua điện thoại được ấy, để giao tiếp với một người nào đấy qua điện thoại thì chị thấy cũng không phải tệ lắm. Cũng khá khá. Giờ cũng ok. Thế thì lúc mà mới sang em cảm, tại vì em ở bên California, tức là một chỗ mà rất có rất nhiều người Việt đúng không? Thì chắc là cái vấn đề là kiểu kết bạn các thứ nó sẽ đỡ khó khăn hơn so với cả những bạn mà sang các bang mà ít người Việt. Thì em có thấy là kiểu có khó khăn khi mà kết bạn với cả dân bản địa không? Dân bản địa ở đây thì tại vì ở Cali nó khá là phức tạp nên em có thể nói rõ là như kiểu là người Việt nhưng sinh ra ở Mỹ và đối tượng kiểu Mỹ trắng không ấy? Lúc mà ở 2 năm ở Community College á, thì đa số bạn bè của em á, là du học sinh, là người Việt. Thì em không có quen với lại mà người bản địa bên đây, nhưng mà khi mà lên đại học á, thì em học đại học gì? Em học UCLA, University of UCLA. California, Los Angeles. Thì thường thường 2 năm cuối là 2 năm cho major, thì như trường em là mỗi năm nó chỉ có một lớp đó thôi, nếu mà không lấy là coi như bị phải giống như là ra khỏi trường một năm trễ, tại vì thường thường là mấy cái lớp đó là prerequisite cho những cái lớp kế tiếp. Thì những cái đứa mà vô cùng cái đó thì sẽ có mấy cái lớp đó chung với nhau hết, bây giờ là đa số là ai cũng biết nhau hết. Lúc mà em mới transfer lên á thì cũng khó kết bạn lắm, nhưng mà cái cách mà em làm á là ví dụ như là đặt ra cái goal cho mình, ví dụ như ok tuần này có bao nhiêu cái lecture thì trong bao nhiêu cái lecture mình phải quyết tâm nói chuyện với một người mà mình không biết. Thì giả sử như tuần đó có 4 lớp đi, 4 lecture, 5, 4 lớp, 8 lecture, thì em đặt ra cái goal name, ok,
tuần này nói chuyện với hai người. Thì trước khi mà em đi tới lớp á, là em có suy nghĩ sẵn là ok, mình sẽ approach người ta như thế nào. Giả sử như là giống như ngày đầu tiên á, trong lớp á, thì đi vô xong rồi hỏi người kế bên là ok, mày tên gì, bạn là như năm thứ ba hay năm thứ tư hay gì nọ, xong rồi những cái lớp nào mà cũng những cái lớp nào bạn lấy ngoài lớp này, còn lấy là những lớp nào này nọ, mới như tạo cái conversation. Rồi xong rồi từ cái đơn giản đó thì sẽ có thêm những cái nảy sinh những cái ý khác để mà nói. Giả sử như là người ta nói ok, mình đang lấy những cái lớp ngoài những cái lớp chính thì những cái lớp phụ là những lớp này, thì mình có thể hỏi ok, thấy cái người professor đó dạy làm sao. Rồi xong rồi hỏi về internship này nọ, hỏi cái experience của người ta đi interview sao này nọ. Thì khi đó sẽ, thì cái conversation nó sẽ dài hơn basically. Rồi nếu mà mình cảm thấy là mình thấy bạn đó ok, giống như có thể làm bạn lâu dài được, thì hỏi người ta ăn lunch chung hoặc ăn dinner chung. Giống như là ăn trong dining hall hay là ra cafeteria này nọ. Tại vì thường thường á, nếu mà chỉ gặp mà nói chuyện khoảng một hai lần đó, thì không ai nhớ mình này nọ, cũng không có giữ được cái friendship đó lâu. Nhưng mà nếu mà gặp qua spend nhiều thời gian hơn, như qua lunch rồi học nhóm này nọ, thì thì giữ được cái friendship đó lâu. Tức là kiểu phải cố gắng mà nghĩ những chuyện liên quan đến học tập các thứ, rồi có liên quan, có những cái mà có thể chia sẻ điểm chung để lôi ra để hỏi, đúng không? Đúng rồi. Là nhiều câu hỏi đấy, đúng không? Nhưng mà rồi cũng sẽ có run into những người mà không có thích nói chuyện này nọ về học tập hay là về career này nọ. Người ta emphasize hơn những cái dụ như là shopping hay là movies này nọ, thì là tùy các bạn đó. Các bạn cũng có giống như interested những cái topic đó thì continue. Giống như cái bữa nói chuyện trong bữa cái lớp đầu tiên, xong rồi cái lớp thứ hai gặp lại anh ta, xong rồi vẫn tiếp tục nói chuyện thì sẽ duy trì được cái tình bạn đó. Còn nếu mà cảm thấy không có thích hợp thì move on, người khác. Thế theo em ý, thì em thấy là cái việc mà kết bạn với cả người bản địa ấy có quan trọng, thực sự là quan trọng và cần thiết không, hay là it's okay nếu như mình chỉ nói chuyện hay là chơi với cả người Việt Nam là du học sinh chẳng hạn? Đối với em thì em thấy không cần thiết. Thực ra đối với chị cũng thấy không cần thiết. Đối với em thì em thấy không cần thiết. Ví dụ như bản thân á, thì em vẫn prefer là người nói tiếng Việt, tại vì khi mà nói tiếng Việt thì nó dễ nó cảm xúc hơn, đúng không? Cảm xúc hơn, dạ. Còn giống như gọi là professional friend mà cho về career này nọ, thì người ta, mình có cái professional relationship với người ta, nhưng mà mình không có cần phải là quá thân với cái người đó. Giống như có working relationship này nọ, giống như là cho cái business riêng của em á, thì em có working relationship với người real estate broker hoặc là property manager này nọ, thì không phải là mình đâu cần phải nói chuyện ta mỗi ngày hay mỗi tuần đâu, chỉ là khi có một cái project nào đó thì mình communicate với người ta như in a timely manner, in a professional way thì sẽ được treat lại giống vậy. Thực ra thì kiểu lúc đầu chị cũng khá là khó khăn trong cái việc mà làm sao để làm quen với cả người bạn bè bản địa ấy. Tại vì bản thân chị thấy là chị không có hợp, kiểu sở thích của mình nó không hợp với cả họ thôi. Xong rồi lúc mà ở Ý thì thực sự là chị thấy là nó cần thiết. Tức là tại vì nếu không mình chả biết cái gì, ở cảm giác như kiểu mình là dân du lịch ấy. Nhưng mà điều mà chị thích nhất là ở Mỹ ấy, là tại vì chắc là cái quốc gia nó có quá nhiều sắc tộc, có quá nhiều những người mà đến nhập cư ấy. Thế nên nếu như mà em không thích chơi với nhóm người này thì ok, không sao cả, em chơi với nhóm người khác thôi. Đúng rồi. Những cái người cùng sở thích. Nhưng mà sau dần, sau cái thời gian mà ở đây khoảng hơn 5 năm rồi ấy, thì chị lại có cái nhu cầu muốn làm quen hơn với cả người bản địa. Tại vì tự dưng trong cái quá trình sinh sống ấy, nó nảy sinh ra các cái nhu cầu khác. Như kiểu khi em là du học sinh ấy, em chỉ cần tập trung vào việc học. Em thỉnh thoảng em có một số cái hobby thể thao này kia thì em tìm những người cùng sở thích để chơi, đúng không? Còn ai không cùng sở thích thì thôi. Nhưng mà đến lúc mà sau khi em đi làm rồi, chẳng hạn em muốn đầu tư nghiên cứu về real estate này, hay là về stock này, hay là
muốn tìm hiểu về chính trị này, tức là những cái mà nó giúp cho cái cuộc sống ở Mỹ của mình lâu dài hơn chẳng hạn, hay là em muốn tìm, khi em có con cái em muốn tìm hiểu về kiểu public school như thế nào, trường nào tốt nào, xong rồi các thứ ấy. Hay là như ở Michigan này thì có rất nhiều người họ thích đi săn này, đi câu này, tức là cái sở thích kiểu của Mỹ ấy. Thì tự dưng khi mà em ở đây lâu dài em tự có cái nhu cầu mà mình muốn tham gia cái hoạt động này hoạt động kia, vì vậy mình bắt buộc phải làm quen với cả người bản địa. Thì tự dưng lúc đấy chị lại thấy cái việc mà chơi với người bản địa nó dễ hơn nhiều, tại vì tự dưng mình có cái common things với cả dân bản địa. Đúng còn rồi. Trong cái giai đoạn mà mình đi học ấy thì thực ra là chả có cái common things nào cả. Đúng rồi. Nên nó rất là khó khi mà tự dưng em phải cố gắng tìm một cái điểm chung để bắt chuyện với họ, đúng không? Đúng rồi. Với lại đó là thường thường bạn college cũng khó giữ được liên lạc lắm. Thì giống như sau khi mà sau graduate rồi thì mỗi người làm việc ở, chưa chắc là làm việc ở trong cái gần cái khu mà người đó học. Ví dụ như bạn thân của em ở college thì hiện tại một đứa thì làm ở the Bay Area, còn đứa khác thì là qua bang khác làm. Rồi xong rồi những cái người mà cũng làm project chung ở college thì cũng qua bang khác làm, bởi vậy nên là cũng không có phải là giữ liên lạc. Thế nên nếu mà kiểu mình không có bạn ở trong college thì cũng rất là bình thường đó, cũng không cần phải buồn lắm. Đối với em thì là bình thường, yeah. Chị nghĩ là đôi khi kiểu mọi người hơi bị gọi là hơi bị trầm trọng hóa vấn đề, hoặc là khi mà thấy mà xung quanh mình không có bạn chơi các thứ thì cảm thấy nó hơi panic một tí. Cảm giác mình không hòa đồng như thế này thế kia ấy. Nhưng mà sau thì chị thấy là cũng không hề nỗi là phiền lắm. Đúng không? Thì với lại khi mà đi học college thì mình cũng bận học bài này nọ, xong rồi có thể nếu mà các bạn thấy mà có nhiều thời gian rảnh quá thì có thể đi kiếm việc làm thêm, hoặc là học những cái topic khác ngoài cái major của mình, để kiểu dual degree đúng không? Hoặc là học minor. Ý em là ví dụ như là giả sử như các bạn học về engineering đi thì có thể nghiên cứu về cái business side của engineering, hoặc là về một cái vấn đề gì khác, chỉ là để tăng cường cái knowledge của mình thôi. Thì thật ra học cái major nào cũng chưa chắc là ra trường đi làm major đó. Giống như là em học chemical engineering nhưng mà đi ra làm về electronics, rồi xong rồi cái business on the side là real estate. Thì em rất là hối hận là hồi đó ở college á, học xong rồi chơi cũng nhiều quá, cái không có thời gian để mà dành để mà giống như for personal development. Nhưng mà giả sử như ngày xưa mà vừa học xong rồi ở nhà đọc sách thêm, tìm hiểu thêm về business này nọ thì tốt hơn. Chị thấy ở trường đại học ấy có những cái mà các bạn, mẹ chị cũng rất là hối hận, là không hẳn hối hận tại vì nếu mà chọn thì chắc chị cũng không chọn lại, nhưng mà đúng là hồi mà học ở trong college, trong university ấy, nó có quá nhiều cái cơ hội để cho mình học thêm nhiều thứ. Ví dụ như là chị không biết chính xác là ở bên bachelor như nào, nhưng mà như chị học master ấy thì là để em đóng tiền làm full time student là em phải lấy tối thiểu 9 credit đúng không? Còn nếu mà khi nào trên 9 credit ấy, thì nó là free. Ủa của chị 9 credit thôi, của em là 12. Hình như là bachelor là 12. Yeah. Bachelor là khi mà em là full time student thì em sẽ phải lấy 12 credit. Và em lấy 15 hay 18 credit cũng được, nhưng mà cùng với số tiền đấy, đúng không? Rồi, đúng. Đấy, thế nên thành ra là mà trong đó mình có thể lấy các cái lớp mà trên 12, các cái lớp bắt buộc ấy là từ các cái major khác hay là các khoa khác, em được lấy thoải mái. Đúng rồi. Đấy, thế nên nếu mà chẳng như là bây giờ chị tốt nghiệp rồi, chị muốn đi học đàn piano này, chị muốn đi học thêm tiếng Nhật này, mà mỗi một cái khóa đấy như kiểu chị tốt nghiệp rồi chị trả tiền ấy thì nó cũng tính như kiểu mấy nghìn một cái credit ấy. Đúng rồi. Tức là nó rất là đắt. Còn trong cái đó lúc mà em ở college thì em hoàn toàn thể lấy free, miễn phí. Đúng rồi. Đúng không? Mà nó có rất nhiều các cái elective course để em chọn bất kỳ gì em thích học, mà đôi khi nó cũng không cần liên quan lắm đến chuyên ngành của em thể chọn dành cái đấy để học những, để dành cho các cái sở thích, và sau đó em sẽ gặp những cái người mà cùng sở thích với mình. Đúng rồi. Thì nó sẽ dễ chơi hơn. Cũng không cần phải là lấy để mà cho một cái major khác, ví dụ như lấy đấy đi học tiếng Nhật, học nhảy. Đúng rồi, học nhảy. Em thấy nhiều người có làm vậy. Như em trai của em là đi học võ. Nó cũng có credit, đúng không? Đi học bơi. Xong rồi từ cái đó đó, tại vì cái đó là sở thích, xong rồi từ những cái đó mà nó làm quen được với những cái người dạy này nọ, xong rồi có connection, người ta giống như giới thiệu job cho. Rồi với lại trong trường á có những cái club. Tham gia những cái club mà mình thích á, rồi xong rồi
có thể giống như run cho for president của cái club đó này nọ, thấy cũng cái có, có vẻ hơi khó. Bạn nào mà đã đi cũng tùy club, giống như là nếu mà làm president for like chemical engineering club thì hơi khó. Uh-huh. Nhưng mà ví dụ như cho những cái club nhỏ thôi, manga fan hay anime thì yeah, thì cũng tìm được nhiều bạn bè từ những cái đó. Thế nếu mà em có một cái lời khuyên nào, hay là dựa theo kinh nghiệm của em ấy, là với những bạn mà kiểu đã ngại kết bạn thì chớ, tức là nếu bạn đấy mà ở Việt Nam ấy, thì chắc là cũng không kết bạn luôn. Thì nếu mà ở Mỹ mà theo như lời khuyên của chị em mình như lúc nãy là kiểu cũng không nhất thiết phải chơi với dân bản địa ấy, thì theo em thì ít nhất là những cái bạn như thế cần phải làm cái gì để cho sau này khi ra trường xin việc các thứ ấy thì cũng không bị hạn chế. Cái vấn đề xin việc á là không phải là có nhiều bạn thì mình sẽ xin được việc nhiều. Cái vấn đề là phải tạo connection với những cái người mà có thể giúp bạn được, giả sử như là professor này nọ, thì ví dụ như đi học á, thì đi vô sớm một tí thì cái người professor á, nhớ mặt đúng không, nhớ mặt, với lại mình cũng phải lên, mình giả sử như mình hỏi một cái gì đó, giả sử như là bạn đã biết hết tất cả rồi, bạn không có câu hỏi hết thì cũng giả bộ như là có câu hỏi xong rồi đi lên nói chuyện với lại người professor đó để mà người ta biết mình, hoặc tới office hour này nọ, rồi giống như như em á, là khi mà mặc dù là chuyển lên university rồi á, nhưng mà mỗi một giống như mỗi năm hai lần thì cũng quay về trường cũ để mà gặp người ta, thì người ta sẽ rồi, nhớ cái, mặt cái mình. Alumni network cũng rất là quan trọng. Yeah. Thì khi đó ví dụ như là nếu mà cần á, mấy mốt nếu mà cần thì người ta có thể viết được cái recommendation letter cho mình. Đúng rồi, cái đấy là một cái ý rất là hay, tại vì đôi khi các bạn chỉ tính cái chuyện xin việc là ngay khi ra trường xong thì xin việc, nhưng thực ra cái xin việc đấy nó có thể là rất lâu sau khi bạn ra trường, tức là tại vì thời điểm ra trường bạn xin một cái việc bạn chưa thực sự hài lòng, nhưng mà nó có offer thì bạn đi làm thôi, đi làm xong một thời gian bạn cần chuyển một chỗ mới, nhưng mà bạn có kiểu very bad experience ở cái chỗ làm mà bạn vừa xin được chẳng hạn, thì có thể bạn sẽ không có một cái thư giới thiệu tốt từ cái chủ của cái người mà bạn vừa làm, đúng không? Thế nên nếu như mà vẫn kiểu giữ connection với cả professor hay là cái alumni community đấy, thì có thể là bạn sẽ có một cái reference letter tốt từ trường, kể cả sau khi đã tốt nghiệp vài năm rồi. Đây, cái đấy rất là quan trọng. Với lại là nếu mà các bạn có tham gia những cái club này nọ thì cũng đừng có là tham gia giống như regular member, mà cũng nên run cho một cái position nào đó trong cái club, thì mấy cái người mà recruiter khi mà người ta tới á, thì thì mình sẽ có thể làm việc directly với lại mấy cái người recruiter của những công ty đó, thì giống như người ta biết mình rồi thì vào vượt qua cái vòng gửi xe nó sẽ dễ hơn để mà lấy được cái interview. Thì tất nhiên là bạn vẫn phải là qua 3-4 vòng interview thì để mà nhận được cái job đó, nhưng mà at least là better than là apply online. Yeah, thực ra chị đi cái career fair khá là nhiều, nhưng mà chị thấy nó cũng không thực sự là helpful lắm. Em cũng thấy vậy. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì những cái người mà đi career fair nói thật là những người không có tính quyết định trong công ty. Tại vì những người mà có quyết định trong công ty chỉ đơn giản thôi, ở Mỹ nó trả tiền bằng trả bạn tiền bằng theo giờ ấy, thì những cái người mà position lớn ấy, một giờ của họ mấy trăm đô đấy, làm sao mà họ chi cái tiền đấy để cho những người đấy đi career fair được. Những career fair chỉ ra những cái người mà kiểu rất là low level ấy, thì họ mới chi cái hours, working hours đó để cho họ đi career fair thôi. Thế nên họ không phải là những người mà mang tính chất quyết định, họ chỉ kiểu giúp bạn đưa cái hồ sơ đến HR và vẫn phải qua một cái quy trình rất là... Đúng rồi. Chị cũng thấy thế, nó không quan trọng lắm. Thì những cái nếu mà các bạn làm quen được với những người đó đó thì vẫn dễ hơn để mà vẫn có lợi hơn. Dạ, vẫn có lợi hơn để mà cái resume đạt được trước cái người quyết định. Còn nếu mà apply online thường thường là nó có software nó scan hơn. Nó scan hơn. Nên đôi khi mình bị trượt cũng không biết tại sao mình trượt. Đúng hả? Rồi. Chị cũng thấy thế. Nhưng mà thực ra cái đi career fair thì nó cũng có một cái lợi, tức là tùy nhá. Nếu chẳng hạn như là hồi xưa chị đi career fair thì chị có cơ hội nói chuyện trực tiếp với cả president của công ty luôn. Tại vì cái ông president đấy, ông ý là alumni của trường. Thế tức là cũng tùy, tức là những cái công ty nào mà họ không liên kết nhiều với trường, không phải là alumni ấy, thì họ sẽ không đến career fair. Nên nói chung cái career fair đấy nó cũng kiểu gọi là may rủi.
nhưng mà cũng đừng có expect quá nhiều. Yeah. Đây, sáng nay chị nói chuyện với một ông ở công ty chị, thì ông ấy cũng nói là mỗi lúc mà ông ý hai kiểu nhân viên hay là xét cái hồ sơ của sinh viên ấy, thì ông cũng hay gọi điện đến cái program của từng trường và hỏi xem là ê trường mày, à cái program của mày thằng nào nó giỏi nhất ấy. Thì đôi khi kiểu giáo sư lúc đấy họ sẽ không dở cái bảng điểm ra để xem là thằng nào the best student đâu, nhưng mà đơn giản là có khi những cái đứa mà nổi trội, tức là hay nhìn thấy, hay hoạt động, hay là làm cho ông ấy có cảm giác là sinh viên nổi trội của khoa, thì ông ấy sẽ kiểu nói cái tên đấy. Mà chỉ cần ông ấy nhắc đến cái tên đấy đối với employer thôi thì nó cũng sẽ là điểm mạnh rất là lớn, đúng không? Yeah. Cái experience của em á, đối với professor là cái người mà dạy physics của em hồi community college á, cái người đó có giữ email của những cái người học trò mà hay tới gọi là gì? Tới office hour này nọ hỏi bài, thì khi đó có một cái như research program, paid research program, like similar to summer internship, thì người đó send email cho những cái học sinh đó thôi. Không send được khác, không send người khác. thì cũng hơn đó, lúc đó em apply xong rồi em nhận được cái đó là cũng nhờ là có cái relationship lại cái người professor đó. Đấy, thế nói chung là nếu như bạn nào mà không thích communicate với cả dân bản địa hay là thấy khó khăn kết bạn thì ít nhất vẫn phải kết bạn với giáo sư, đúng không? Yeah. Nói chung là chị thấy là nói chuyện với người già ở Mỹ dễ hơn nhiều so với bọn trẻ, tại vì bọn trẻ nhiều khi nó nói cái chuyện gì ấy, mình không thể theo được. Yeah. Còn như ở dân professor thì có thể là cái tiếng Anh của họ kiên nhẫn để nghe mình hơn. Đúng không? Kiểu dân trẻ mà nếu mà bạn tiếng Anh không được tốt lắm hay là accent của bạn nó nghe không dễ nghe thì có khi bọn nó không thích, không nói chuyện, nhưng mà professor thì đấy là nhiệm vụ của họ, phải listen to student. So mấy người đấy thì họ sẽ lắng nghe hơn. Với lại khi người ta giống như là đạt được những cái trình độ, tới cái trình độ đó rồi thì người ta giống như give back. Thì give back to student là một trong những cái way thì người ta sẽ giúp đỡ mình. Thế à, thôi, chị đã cover toàn bộ câu hỏi các bạn muốn hỏi em rồi đấy. Chỉ còn câu hỏi cuối, có một bạn bạn hỏi là em đã có bạn trai chưa, nếu không có thể lấy bạn để câu bạn ấy sang được không? Em đã có bạn trai rồi. Thế thì theo như thôi, tại vì em đã có bạn trai rồi thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Chị định hỏi là kiểu thường ấy, với những cái cô gái mà sang đây theo dự định cư ấy, thì bọn chị hay trước hay nói chuyện với nhau là con trai bên này ấy, là cứ cẩn thận kiểu ế vợ ấy. Rồi chắc là chỉ Việt Nam kiểu ế vợ thôi, tại vì các bạn nữ bên này kiêu lắm. Tại con gái Việt sang bên này thì vừa có thể yêu được Tây, vừa có thể yêu được Việt Nam. Còn con trai Việt Nam sang bên này thì gần như chỉ yêu được gái Việt thôi. Thế nên nó như kiểu bị mất cân bằng dân số ấy. Nên các bạn nam rất là khó kiếm người yêu. Em có lời khuyên nào không? Tức là những cái bạn nam nào theo em thì sẽ dễ kiếm được người yêu ở bên này? Em không nghĩ vậy đâu. Tại em thấy mấy bạn của em, ví dụ như là người mà ít nói hay là người nói nhiều gì cũng... Có người yêu hết à? Có người yêu hết. Thì thường thường người ta nói câu là nồi nào úp vung nấy thì cũng đúng. Ví dụ như người mà ít nói này nọ thì nhiều khi lại kiếm được cô gái nào cũng ít nói, cũng e dè. Thế tức là thế em nghĩ là mấy bạn không cần phải quá lo về chuyện đó. Tới một giả sử như giờ thì yêu ngay lúc mà còn ở college nhiều khi nó affect cái việc học của mình. Thì các bạn cứ focus on việc học, career, rồi cái việc yêu đương đó là chừng nào nó tới nó sẽ tới. Em suy nghĩ vậy. Thế các bạn trai thì không có lời khuyên nào cho các bạn trai à? Kiểu có đức tính gì đấy mà dễ kiếm bạn gái hơn khi mà sang bên này chẳng hạn? Chị thì hay nói đùa ấy, là kiểu con trai mà không biết nấu ăn ấy, thì chó nó lấy. Nhưng mà chuyện đấy chỉ là câu nói đùa thôi. Chứ còn dĩ nhiên chị biết là rất nhiều bạn không biết nấu ăn vẫn có thể có người yêu. Nhưng mà nhìn chung thì theo em là các bạn trai thì để đảm bảo là kiếm được người yêu ở bên Mỹ, tức là phù hợp với văn hóa Mỹ và cái môi trường ở Mỹ, thì các bạn nên có đức tính gì? Em không biết, not sure. Có lẽ là không ra trưởng nhỉ? Không ra trưởng, dạ. Em thấy... Và tuyệt đối không lúc đau phụ nữ nhỉ? Đúng rồi, tại vì phụ nữ bên đây rất là nhiều người vừa vừa đi làm, vừa chăm con, có một cái sự nghiệp ổn định, mà nhiều khi sự nghiệp còn tốt hơn là cái của những bạn trai đó nữa. Bây giờ nên là gia trưởng thì
Chắc chắn là không. Chắc chắn là không rồi. Đấy, nói chung là các bạn trai kiểu giỏi giang tôn trọng phụ nữ mà cứ kiểu tôn trọng với tình cảm chân thành thì cũng sẽ có kiếm được bạn gái thôi đúng không? Không phải lo đúng không? Ok, cảm ơn em rất là nhiều với buổi nói chuyện hôm nay chị. Và chị rất là gọi là xúc động vì em đã lái xe tận 2 tiếng để đến thăm chị. Bạn này, bạn ấy có buổi gặp mặt ở Grand Rapids cách đây 2 tiếng và bạn ấy lái xe đây chỉ để gặp mình thôi. Thế nên cái việc mà em chịu khó lái xe 2 tiếng chỉ để gặp chị thôi là đã thấy rằng là em là một con người rất là cố gắng, nên không có gì ngạc nhiên khi mà em có thể hòa nhập được với cuộc sống ở Mỹ và có công việc ổn định. Nói chung là cũng không thua gì với cả các bạn kiểu sinh ra lớn lên ở đây thì học nữa. Thế nên nói chung là từ những cái thay đổi nhỏ nhỏ ấy, các bạn đừng có ngại khó hay là muốn ngại thay đổi hay là gọi là thử thách ấy. Hay làm những cái công việc mà nó khó khăn một chút, tại vì cứ làm dần dần thì sau đó mình sẽ có thêm kinh nghiệm rồi mình trưởng thành thôi. Thì sau đấy thì sau một thời gian cứ làm những cái việc mà thấy bọn Mỹ nó làm được thì mình cũng làm được, thì dần dần thay đổi. Rồi sau đó thì mình sẽ hòa nhập được thôi. Thế thôi, mong là cái video này hữu ích cho các bạn và các bạn thích video này. Thế nha, bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye.